Điểm tin sáng ngày 3 tháng 1 Điểm tin quốc tế Pháp là quốc gia thứ 6 với hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19 mới Người Đức muốn chính phủ ưu tiên chống đại dịch Covid-19 Cụ bà Nhật Bản tiếp tục nối dài kỷ lục sống thọ nhất thế giới Siêu sao bóng đá Lionel Messi nhiễm Covid-19 Thách thức lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc Người dân không muốn mở ví tiêu tiền Gánh nặng của ông Biden giữa mùa đông bất mãn Điểm tin trong nước Hà Nội huy động 4.000 bác sĩ, tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 300.000 lao động năm 2022. Kính chào quý vị! Nguyễn Tươi rất vui được gặp quý vị trong mục điểm tin sáng ngày 3 tháng 1 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Mở đầu chương trình là phần điểm tin quốc tế. Pháp là quốc gia thứ 6 với hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19. Kính thưa quý vị, Pháp trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới, báo cáo hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo dữ liệu chính thức được công bố ngày thứ Bảy, nhà chức trách y tế Pháp báo cáo 219.126 ca nhiễm mới được xác nhận trong khoảng thời gian 24 giờ. Ngày thứ Tư liên tiếp, nước này ghi nhận hơn 200.000 ca một ngày. Pháp cùng với Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga có hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19. Con số ngày thứ bảy cao thứ hai sau kỷ lục 232.200 ca ngày thứ sáu khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo vài tuần tới sẽ rất khó khăn. Trong bài phát biểu chào mừng đêm giao thừa, ông Macron đã không nói cần phải áp dụng các biện pháp y tế hạn chế hơn so với những biện pháp đã được công bố đồng thời nói thêm rằng chính phủ nên kiềm chế việc hạn chế hơn các quyền tự do cá nhân. Nhưng chính phủ cho biết trước đó ngày thứ Bảy rằng kể từ ngày thứ Hai, đeo khẩu trang trong không gian công cộng sẽ là bắt buộc đối với trẻ em dưới 6 tuổi so với 11 tuổi như trước đây. Và một số thành phố lớn, bao gồm Paris và Lyon, đã áp đặt lệnh đeo khẩu trang trên đường phố cho tất cả mọi người. Số ca nhiễm mới trung bình 7 ngày qua ở Pháp đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay với 157.651 ca, tăng gần gấp 5 lần trong một tháng. Số người phải nhập viện vì Covid tăng 96 người trong vòng 24 giờ, hiện ở mức cao nhất trong hơn 7 tháng là 18.811 người. Nhưng con số đó vẫn chỉ bằng gần một nửa so với mức kỷ lục là 33.497 người đạt vào tháng 11 năm 2020. Số người chết do Covid-19 tăng 110 người trong 24 giờ lên 123.851 người, cao thứ 12 toàn cầu. Số ca tử vong mới hàng ngày trung bình 7 ngày qua đạt 186 ca, cao nhất kể từ ngày 14 tháng 5. Chuyển sang một diễn biến khác, người Đức muốn chính phủ ưu tiên chống đại dịch Covid-19. Theo kết quả trưng cầu ý kiến được công bố ngày 2 tháng 1, đa số người dân Đức muốn chính phủ mới tập trung chống đại dịch COVID-19 và bảo đảm lương hưu trong năm 2022. Cuộc khảo sát do công ty India tiến hành cho tờ Bill Dam John chỉ ra rằng 61% trong số 2.004 người được hỏi cho rằng chống đại dịch là nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ, sau đó là bảo đảm lương hưu. Người Đức cũng muốn chính phủ giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực tại các trại dưỡng lão, cung cấp nhà ở giá cả phải chăng và hạn chế tăng giá năng lượng. Đối phó với tác động của biến đổi khí hậu chỉ xếp thứ 6 trong danh sách những ưu tiên của người dân Đức. Tối 31 tháng 12 năm 2021, truyền hình quốc gia Đức đã phát bài phát biểu toàn văn của Thủ tướng Olaf Scholz, trong đó nêu rõ việc kiểm soát đại dịch Covid-19 sẽ là nhiệm vụ chính trong năm mới 2022. Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc." Tôi hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng và kiên quyết hơn nữa. Trong bài phát biểu, ông Olaf Scholz tuyên bố, Đức muốn tận dụng vị trí chủ tịch nhóm G7 để phát triển nhóm này thành một nhóm các quốc gia tiên phong trong nỗ lực đạt được tăng trưởng xanh và một thế giới công bằng về mặt xã hội. Thưa quý vị, trong không khí đón năm mới 2022 của bà Kane Tanaka, người được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới, công nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 119 của cụ cùng với bạn bè trong một viện dưỡng lão tại tỉnh Fukuoka, phía nam của Nhật Bản. Cụ Tanaka sinh ngày 2 tháng 1 năm 1903, là người con thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Cụ Tanaka đã sống qua năm thời kỳ chính trị ở Nhật Bản, từ thời kỳ Minh Trị, Đại Chính, Chiêu Hòa, Bình Thành và hiện nay là Lệnh Hòa. Cụ Tanaka được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người sống thọ nhất hành tinh vào tháng 3 năm 2019 ở tuổi 116. Cụ Tanaka cũng trở thành người cao tuổi nhất trong lịch sử Nhật Bản vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 với 117 tuổi 261 ngày, vượt qua kỷ lục sống thọ của cụ ông Tajima Nabi với 117 tuổi 260 ngày. Theo đại diện viện dưỡng lão nơi cụ Kane Tanaka sinh sống, Mặc dù năm nay sức khỏe có giảm, song cụ Tanaka vẫn có thể giao tiếp bằng cử chỉ với các nhân viên chăm sóc và thỉnh thoảng vẫn dùng một số món ưa thích như sô cô la và đồ uống có ga. Mục tiêu của cụ là sống đến 120 tuổi. Cụ Tanaka thường dành thời gian tập thể dục, tính toán và chơi cờ Othello, Reversi hay còn gọi là cờ lật. Nhà dưỡng lão cho biết, cụ Tanaka ăn khỏe, thích ăn sô cô la và uống nước ngọt. Khi được hỏi về bí quyết sống thọ của mình, cụ Tanaka trả lời: ăn những món ăn ngon và học tập. Thưa quý vị, trang chủ đội bóng đá PSG của Pháp đã xác nhận Lionel Messi là một trong bốn cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài Messi, ba cầu thủ bao gồm Juan Bernat, Sergio Rico và Nathan Bito Majala đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả bốn người đang phải thực hiện cách ly và tuân theo quy trình chăm sóc sức khỏe hôm ngày 1 tháng 1, các cầu thủ của PSG đã trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ đông. PSG xác nhận có 4 cầu thủ vắng mặt do dương tính với Covid-19, nhưng đã không công bố tên. Khi đó, Messi đã vắng mặt ở buổi tập đầu năm mới. Trong đợt nghỉ lễ, siêu sao Argentina cùng với vợ con đã trở về quê nhà bên người thân và bạn bè. Tại PSG mùa này, Messi đã thi đấu 11 trận, nhưng chỉ ghi được một bàn ở League 1. Trong khi đó, tại Champions League, anh đã có 5 pha lập công sau 5 lần ra sân. Tiền đạo 34 tuổi đã có vinh dự nhận quả bóng vàng lần thứ 7 trong sự nghiệp. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Thách thức lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc, người dân không muốn mở ví tiêu tiền. Thưa quý vị, kể từ khi đại dịch Covid-19 lây lan, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng thắt chặt chi tiêu và tiêu dùng suy yếu đã kéo nền kinh tế Trung Quốc đi xuống. Theo phân tích của báo chí ngoài Trung Quốc, Hiện tượng này sẽ không có dấu hiệu giảm bớt trong năm tới. Giống như thị trường bất động sản, tiêu dùng là một trong hai lĩnh vực mà các nhà kinh tế theo dõi về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Các quan chức của chính quyền Bắc Kinh đã cảnh báo tại hội nghị về quy hoạch kinh tế trong tháng 12 vừa qua rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với ba áp lực, bao gồm nhu cầu giảm, sốc nguồn cung và kỳ vọng suy yếu. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng nền kinh tế nói chung đã tăng trưởng vào năm 2021, nhưng doanh số bán lẻ ở đại lục đã giảm. So với năm 2020, doanh thu bán lẻ trong quý 1 năm 2021 tăng mạnh nhưng tốc độ tăng đã chậm lại kể từ mùa hè. Doanh thu bán lẻ 11 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ngày 13 tháng 12 năm 2021, CNBC đã có bài phân tích chỉ ra rằng sự bất ổn trong công việc và thu nhập của người dân Trung Quốc đã làm giảm mức độ sẵn sàng tiêu dùng của người dân. Các khoản nợ lớn của các nhà phát triển bất động sản như Evergrande cũng khiến cho một số gia đình do dự trên thị trường bất động sản. Doanh số bán lẻ của Hồng Kông đã giảm trong năm 2019 và cả năm 2020. Do sự đàn áp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với phong trào dân chủ đã làm gián đoạn nền kinh tế địa phương. Do đó, Hồng Kông đã trải qua sự suy thoái kinh tế trước đại dịch. Chính quyền Hồng Kông đã đưa ra chương trình phiếu quà tặng mới vào tháng 8, với hy vọng là sẽ kích thích nền kinh tế. Theo ước tính của các nhà phân tích, Goldman Sachs, nếu phân tích theo ngành nghề, người tiêu dùng đang chi tiêu nhiều hơn cho thực phẩm và quần áo, thay vì các dịch vụ như giáo dục và giải trí. Họ kỳ vọng tranh lệch giữa hàng hóa và dịch vụ sẽ giảm nhẹ trong năm tới. Nhưng các nhà phân tích lại cho hay, ngay cả khi họ dự đoán rằng tiêu dùng thực tế của hộ gia đình sẽ tăng 7% trong năm tới, thì vào cuối năm 2022, nó vẫn sẽ thấp hơn so với xu hướng trước khi có dịch bệnh. Họ cho rằng, chính sách không quan nhượng trong việc kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và sự suy thoái của ngành bất động sản chính là những lý do chính. Mùa hè năm 2021, tình trạng khó khăn của thị trường bất động sản Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu khi các nhà phát triển bất động sản như Evergrande nợ nần trông chất đang chùn bước trước bờ vực vỡ nợ, cũng làm dấy lên lo ngại về sự lan rộng của các vụ phá sản bất động sản. Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về kinh tế Trung Quốc tại tập đoàn Macquarie cho biết trong báo cáo rằng bất động sản tăng trưởng ngược lớn nhất trong năm 2022. Ông dự đoán rằng năm tới, xây dựng nhà ở mới và diện tích bán sẽ giảm nhanh hơn. Đầu tư vào bất động sản sẽ giảm 2% sau khi mức tăng trưởng dự kiến trong năm 2021 là 4,8%. Ông Larry Hu nói, chính sách bất động sản nên chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng trong năm tới. Bởi vì chúng tôi kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách sẽ bảo vệ mức tăng trưởng GDP 5%. Rủi ro nằm ở chỗ, có thể phản ứng của họ quá muộn bởi vì họ không muốn dùng tài sản làm biện pháp kích thích. Fitch cho biết trong một báo cáo vào tuần trước, tâm lý thị trường suy yếu cũng đã ảnh hưởng đến doanh số bán nhà ở và người mua đang trì hoãn mua do dự kiến giá tiếp tục giảm. Fitch dự kiến giá trị bán nhà sẽ giảm 15% trong năm tới. Điều này có thể dẫn đến 5 trong số 40 nhà phát triển nằm trong bảng xếp hạng của công ty này đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng tiền mặt. Chúng tôi dự kiến việc giảm hoạt động xây dựng bất động sản sẽ ảnh hưởng đến các ngành liên quan như thép, quạng sắt, và cả than cốc, làm chậm lại việc đầu tư tài sản cố định tổng thể, thậm chí gây áp lực lên các tổ chức tài chính. Công ty xếp hạng tiến dụng Fitch nói. Về chính sách kinh tế của năm mới 2022, Bắc Kinh nhấn mạnh ổn định hàng đầu khi nói về ba áp lực. Các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang bước vào một mùa đông lạnh giá và triển vọng kinh tế vào năm nay cũng vô cùng tồi tệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rất lo lắng về tình hình kinh tế bất ổn có thể xảy ra trong năm mới 2022. Thưa quý vị, việc số ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ tăng vọt do biến chủng Omicron đã đẩy tổng thống Joe Biden vào một mùa đông bất mãn, khác xa kỳ vọng tình hình dịch bệnh cải thiện mà ông đã tự tuyên bố khi nhậm chức. Vào những tháng đầu tiên sau khi nhậm chức, tình hình dịch bệnh phần nào ổn định khiến tổng thống Joe Biden tự tin tuyên bố rằng Ngày 4 tháng 7 năm 2021 sẽ là ngày nước Mỹ thoát khỏi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng mới Delta vào mùa hè và biến chủng Omicron vào mùa đông đã khiến ông Biden bị tấn công từ mọi phía. Báo cáo mới nhất cho thấy mức độ ủng hộ ông Biden ở mức thấp kỷ lục 40%, trong khi mức độ phản đối đạt gần 52%. AFP đưa tin ngày cuối năm 2021 ông Biden đã hứa sẽ tuân thủ theo khoa học khi ông kế nhiệm Tổng thống Donald Trump. Một năm sau, số ca mắc lại cao kỷ lục. Thiếu dụng cụ xét nghiệm và tình trạng do dự tiêm vaccine đã biến một trong những điểm mạnh chính trị của ông thành gánh nặng trách nhiệm ngày càng to lớn. Giờ đây, Đảng Dân Chủ và Tổng thống Biden đang phải đối mặt với một mùa đông bất mãn. Tất cả đều khác xa với viễn cảnh tốt đẹp mà ông đã truyền tải khi nhậm chức 11 tháng trước. Lời thề sẽ đảo ngược cách lãnh đạo thất thường của người tiền nhiệm Donald Trump và kiểm soát đại dịch. Gieo rắc hỗn loạn Theo dữ liệu của trường đại học Johns Hopkins, chỉ trong tuần vừa qua, Mỹ đã bốn lần ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày lập đỉnh mới. Hôm 31 tháng 12 năm 2021, Mỹ có thêm 386.000 ca mắc COVID-19 mới. Trước làn sóng lây lan nhanh của biến chủng Omicron, ít nhất 18 bang và Puerto Rico đã báo cáo về số ca mắc mới cao kỷ lục những con số trên phần nào nhấn mạnh mặt hạn chế của chính quyền biden trước biến chủng mới omicron tuy vậy tin tốt lành vẫn xuất hiện biến chủng omicron thúc đẩy đợt bùng phát dịch mới nhưng tỷ lệ tử vong lại thấp hơn nhiều so với các biến chủng trước đó vì vậy trong khi ngày càng nhiều người mỹ và người dân ở nhiều quốc gia khác mắc bệnh hậu quả lại không quá thảm khốc dẫn mức tăng 125% số ca bệnh ở Mỹ so với 11% số ca nhập viện. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ, gọi số liệu này là đáng khích lệ. Ông Fauci nói, "Chúng ta không nên tự mãn, nhưng tất cả số liệu đều chỉ ra Omicron gây ra bệnh nhẹ hơn." Ông Fauci đã nói với các phóng viên một ngày cuối năm 2021. Tuy nhiên, do ngại bệnh viện sẽ bị quá tải, các hãng hàng không đã phải hủy bỏ hàng nghìn chuyến bay vào một trong những thời điểm tấp nập nhất trong năm. Cho đến đêm ngày 1 tháng 1, các hãng hàng không đã hủy hơn 2.700 chuyến bay trên khắp nước Mỹ, mức nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành này vì lý do thời tiết và tình hình dịch bệnh, theo New York Times đưa tin. Sự không chắc chắn về COVID-19 và tốc độ lan truyền nhanh chóng của virus đã gieo rắc sự hỗn loạn, đồng thời gây tổn hại về mặt chính trị cho Tổng thống Biden. Chật vật ứng phó The New York Post nói rằng ông Biden có thể không đáng để đổ lỗi vì những gì Covid-19 gây ra, nhưng những phản ứng của ông này đều là vô ích. Sự chỉ trích mới nhất tập trung vào tình trạng đáng báo động như thiếu hụt bộ xét nghiệm nhanh, các hiệu thuốc hết hàng, trong khi các trung tâm xét nghiệm do chính phủ điều hành trở nên quá đông đúc. Chính quyền Mỹ thông báo họ sắp gửi 500 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà cùng với các biện pháp khác nhưng bản thân ông Biden trong tuần này cũng thừa nhận rằng những phản ứng đó rõ ràng là chưa đủ. Howard Forman, giáo sư tại trường y tế công cộng Yale, nói với AFP rằng việc xét nghiệm thường xuyên đối với các nhóm nguy cơ cao là rất quan trọng vì thuốc điều trị có thể ngăn chặn tình huống tồi tệ nhất xảy ra nếu như được phát hiện kịp thời. Nếu thuộc bất cứ nhóm nguy cơ cao nào, tôi sẽ xét nghiệm càng sớm càng tốt, ông nói. Tuy nhiên, CDC Hoa Kỳ vẫn tuyên bố, biện pháp bảo vệ tốt nhất trước COVID-19 vẫn là vaccine. Bất chấp nhiều tháng ngày, các quan chức chính phủ đã kêu gọi và ra các biện pháp bắt buộc tiêm chủng. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận điểm tiêm miễn phí, thì chỉ có 62% dân số đã tiêm chủng đầy đủ, trong đó chưa đến 33% tiêm mũi tăng cường. Đầu tuần này, CDC Hoa Kỳ đã giảm một nửa thời gian cách ly cho những người mắc COVID-19 không có triệu chứng xuống còn 5 ngày. Quyết định này đã thu hút sự ủng hộ từ một số doanh nghiệp vốn bị gián đoạn hoạt động vì thiếu nhân sự, nhưng đã nhận chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều bên khác. Cuộc tranh cãi mới nhất chính là minh chứng cho thấy khó khăn mà chính quyền Biden đang gặp phải trong việc giữ cho tất cả người Mỹ, hoặc đôi khi là bất cứ ai, hài lòng. Tiết lộ vào hôm 29 tháng 12 năm 2021, giám đốc CDC Hoa Kỳ Rochelle Walensky cho biết, quyết định giảm thời gian cách ly không chỉ dựa vào khoa học yếu tố con người và nhân tố chính trị đã hòa nhập cùng với nhau. Theo đó, bà Kulansky đã nói, nó thực sự liên quan rất nhiều đến những gì chúng tôi nghĩ rằng mọi người có thể chịu được được. CNN đưa tin. Tiếp nối chương trình là phần điểm tin trong nước. Hà Nội sẽ bắn pháo hoa một điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 tại Đảo Dừa thuộc Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng thời điểm bắn từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 2. Nguồn kinh phí bắn pháo hoa từ xã hội hóa. Trong quá trình bắn, thủ đô Hà Nội sẽ truyền hình trực tiếp để phục vụ nhân dân. Việc bắn pháo hoa tại một điểm thay vì 30 điểm tại tất cả các quận huyện trên địa bàn thủ đô như những năm trước đây để bảo đảm an toàn, tiết kiệm và phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất nhằm hạn chế tụ tập đông người gây mất an toàn khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Tiếp tục một diễn biến khác tại thủ đô Hà Nội. Hà Nội huy động 4.000 bác sĩ tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà. Hà Nội đã thiết lập tổng đài 1022, huy động khoảng 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên chăm sóc F0 điều trị tại nhà. Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết hôm ngày 2 tháng 1. Theo bà Hà, Thành phố Hà Nội đang theo dõi, điều trị cho hơn 19.000 F0, trong đó hàng chục nghìn trường hợp nhẹ và không có triệu chứng được điều trị tại nhà hoặc tuyến y tế cơ sở. Ngoài hệ thống y tế của thành phố, các bệnh viện trung ương trên địa bàn và y tế tư nhân, Hà Nội đã huy động các y bác sĩ nghỉ hưu, các tình nguyện viên là sinh viên trường y, bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, thành phố đã sử dụng hiệu quả mạng lưới hơn 4.000 y bác sĩ để kịp thời tư vấn cho F0. Hà Nội cũng khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên để phát hiện bệnh. Khi người dân tự xét nghiệm vào kết quả dương tính, sẽ được xác nhận lại kết quả dưới sự giám sát của nhân viên y tế tuyến cơ sở. Thành phố đã có quy trình xác nhận người dân nhiễm COVID ngay trong cộng đồng. Việc Hà Nội liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, thành phố không bị động, không bất ngờ mà đã đưa ra kịch bản 100.000 ca bệnh trung bình mỗi quận huyện là khoảng 3.000 ca, để từ đó tính toán phương án chăm sóc sức khỏe, điều trị của người mắc COVID-19. Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng mũi 2 vaccine COVID-19 của Hà Nội đã trên 95%. Tỷ lệ bệnh nhân nặng và nguy kịch là 1,5%, tử vong là 0,26% trên tổng số người mắc COVID-19. Bà Hà khẳng định đây là cơ sở quan trọng để thành phố kiên định với giải pháp phòng chống dịch đã và đang áp dụng trong đó có việc thay đổi cách tiếp cận, chuyển đổi tư duy từ không COVID sang quản lý rủi ro, giảm thiểu tử vong, giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng và bệnh nhân truyền tầng. Cũng trong ngày hôm qua, Hà Nội lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm COVID vượt quá 2.000 người trong một ngày. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 300.000 lao động trong năm 2022. Nếu dịch bệnh COVID được kiểm soát, Năm nay, các doanh nghiệp nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh cần được bổ sung tối đa 310.000 lao động. Theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lao động thành phố có hai kịch bản tùy vào diễn biến của dịch bệnh. Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp cần tuyển từ 280.000 đến 310.000 lao động. Trường hợp dịch vẫn phức tạp, nhu cầu nhân lực của thành phố là khoảng 255.000 đến 280.000 người. Trong đó cao nhất là 3 tháng đầu năm với trên 78.000 lao động. Khu vực thương mại dịch vụ là nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong năm 2022, chiếm đến 66% bao gồm thương nghiệp, vận tải kho bãi, lưu trú, ăn uống, thông tin truyền thông, kinh doanh bất động sản. Nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành công nghiệp xây dựng chiếm trên 33%, gồm các ngành cơ khí, sản xuất hàng điện tử, chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống, hóa dược. Các doanh nghiệp chủ yếu tìm nguồn lao động có trình độ dưới đại học, chiếm trên 86% nhu cầu tuyển dụng. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin sáng ngày 3 tháng 1 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.